cũng nhờ phước của hoàng gia và sự dũng cảm của tướng sĩ đánh đầu thắng đó, chiến công oanh liệt. Sau trận đánh này, ta sẽ xua quân qua sông tiến về Trường An. Dàn quân mới nhất của hai bên bổn sói, thừa lúc quân địch bị ăn đòn và tinh thần quân giặc lung lay, đánh bất thình lình với khí thế như vũ bão, đánh phủ đầu chúng rồi mới chọc thẳng vào kinh đô Trường An. Hạ Khê nằm giữa bản đồ, lộ tuyển xuất quân không đông thì là tây, tiếng tây đều là đồng bằng, tiếng đông nhiều núi, nhưng tiếng nào cũng đều là có lợi cả. Không biết tại hạ nói như vậy các vị có ý kiến gì không hả? Quyền sói là chủ mưu của tam quân, tất nhiên phải do quyền sói quyết định. Cũng được. Vậy thì do đường tướng quân dẫn theo 3.000 bộ binh dàn trận hướng đông, đỗ tướng quân chỉ huy toàn quân chụp vô hướng tây. Dạ. Giờ này chúng ta cần tới tình báo của đối phương hay không? Tướng quân, nhử quân địch vào cạm bẫy mới là mục đích chính của ta. Chuyện này cũng phải nhờ ông và Trung nghĩa sĩ nữa rồi. Không biết quyền sói muốn chúng tôi báo với Trình Nam Anh như thế nào hả? Cứ báo y như quyết định vừa rồi đi, không cần thêm bớt gì nữa hết. Dàn trận tướng đông nhưng lại chọc thẳng tướng tây. Đại ca, chắc chắn có âm mưu đồ gì đây? Đại ca, theo ý của tôi, Trừ Kinh Nghiệp có ý đồ nhử chúng ta dàn quân ở hướng đông. Hướng đông nhiều núi, dễ bị quả công. Trừ Kinh Nghiệp ít nhất cũng hiểu điều đó. Nếu chúng lọt vào vòng vây của quân ta, rất có thể sẽ thua không còn manh giáp, đương nhiên sẽ tiến quân theo hướng tây. Tiếc thay, Trừ Kinh Nghiệp không phải là tướng tài, rất có thể sẽ quyết định tầm bậy, cho đó là cú hiểm. Đúng vậy, Tây Đức là cú hiểm của bổn sói. Nói rõ ta sẽ đánh tiến tây để cho Trình Nam Anh hiểu lầm rằng bổn sói nhử háo trận giữ hướng đông nhưng lại đánh tuyên tây. Sự thật mà cái tiếng mà bổn sói muốn ít là hướng đông. Quyền sói, tiếng đông địa thế trắc trở dễ bị quả công, xin nghiền sói. Bởi vì chỗ dễ bị cháy cho nên Trình Nam Anh nhất định cho rằng chúng ta sẽ đánh tuyên tây. Chỗ thật là giả, chỗ giả lại thật, nhưng mà là giả đó mới là biện pháp cao nhất đời này. Kế hoạch vậy quá hay. Về báo với Lý Nguyên Soái liền đi. Dạ, cảm ơn Tần sư phụ. Tiết công tử đã lập được công lớn. Trận đánh ngày mai sẽ là trận phiến quân bị diệt. Đường tướng quân đâu? Giải sẵn ra, dẫn 3.000 quân dàn trận ở tuyến tây, cố gắng làm cho rùm beng lên, để cho Lý Hiệu Dật tưởng lầm là chủ lực của ta đó. Tướng lĩnh, đổ tướng quân đầu dân xảy ra, chỉ huy toàn bộ lực lượng chọc thẳng tuyến đông. Tất cả các tướng đều do đổ tướng quân điều khiển. Tướng lĩnh, báo cáo nguyên soái, chủ lực của phiến quân đã tiến về hướng tây, đã lột vào dòng phục kích của quân ta. Được, dội lửa đánh liền, không được để cho chúng chạy thoát một con chốt nào cả. Tướng lĩnh, phiến quân thất thế hoàn toàn, chúng ta có thể đánh nấp vào Dương Châu rồi.
Báo cáo nguyên soái, quân ta đã lột vào dòng phục kích của giặc, thương vong nặng nề, đội ngũ đang chạy tán loạn. Hả? Và chủ lực của địch quân đã tiến vào doanh trại rồi. Nguyên soái, phải làm sao đây? Phải làm sao đây hả? Chuồng gà bị cháy không còn trứng sống, mất quá thì chết thôi. Không, tôi không muốn chết. Tôi trên có cha mẹ, dưới có vợ con. Cũng tại mấy ông lôi tôi lên đây. Chứ tôi không muốn chết đâu. Nguyên soái, tai họa đã tới rồi. Nguyên soái, 30 vạn quân của Lý Hiệu Vật đã tiến vào thành Dương Châu. Nguyên soái tiệp kết lễ đi. Dương tướng quân, dạ nguyên soái, lôi cái bọn Thái Bình công chúa ra đây liền. Tuân lệnh. Nguyên soái, trời ơi, làm ơn làm phước đi mà. Sợ chết thì cút lui. Không cút ở đây làm gì? Chẳng lẽ ở đây để chết à? Trời ơi. Đẩy bọn này ra ngoài mặt trận cho ta, buộc Lý Hiệu Vật rút quân về. Dạ. Ngươi. Trừ Kính Nghiệp, ngày tàn của ngươi đã tới rồi. Trừ Kính Nghiệp, ta là Lư Lân Dương Dương Phi đây. Ngươi dám mạo danh của Lư Lân Dương mưu đồ cướp lấy ngôi vua, cái bọn loạn thần gian tặc như ngươi cuối cùng cũng phải thất bại nhục nhã thôi. Nguyên soái, tình thế quá nguy hiểm nên rút quân đi. Rút về vạn đô có thể bắt lại từ đầu. Được. Rút quân. Dạ. Anh em nghe đây, Lý Nguyên soái đã ra lệnh, miễn là anh em thật tâm trở lại với triều đình sẽ được khoan hồng rộng lượng. Tiến lên. Dạ. Mọi việc đều nằm trong dự đoán của ta. Giờ này thánh thượng rất trọng tài, chăm lo cho dân. Những kẻ tham lam ngông cuồng đó chừng nào mới làm nên việc? Giặc đã dẹp xong, mình có nên cho người lập tức về báo với hoàng thượng không? Nguyễn Nguyên Trung tướng quân sau khi thắng trận đã trở về kinh đô rồi. Cũng nhờ hồng phước của bệ hạ, phản tặc Trừ Kính Nghiệp đã bị giặc tan hoàn toàn, cùng chiếm bổn tàn dư, vài ngày sau sẽ khải hoàng. Hiền Khanh có thể chuẩn bị khao thưởng cho các tướng sĩ đã lập công trong trận đánh này được rồi đó. Tuân chỉ. Châu Nhi có còn ở Dương Châu không? Vâng, công chúa và Trình sư phụ đều đang ở Dương Châu, tất cả bình an, xin bệ hạ yên tâm. Công chúa à, giận ai nữa rồi đó? Không có giận ai hết, bực mình thôi. Công chúa, một nô tỳ làm công chúa giận hả? Em có làm gì hết, im đi đừng hỏi nữa. À, vậy em biết rồi, công chúa đang giận Tiết công tử, có phải vậy không hả? Ai giận ảnh làm gì, tôi có đếm xỉa tới ảnh đâu. Sáng sớm mai chúng ta về hoàng cung liền, sau này không thèm dòm ngó tới ai nữa. Có phải không đó? Nó giỡn hay sao? Người đẹp ơi. À, Tiết công tử. Công chúa chưa ngủ sao? Công chúa à, đi rồi kìa. Anh Thiệu. Anh này xấu quá à.
Anh kỳ quá. Công chúa à, công chúa à, tiết thiệu xin lỗi công chúa nè. Hả? Công chúa, công chúa, công chúa, dù nói gì chăng nữa cũng là lỗi tại anh thôi, miễn là có thể làm em vui lòng, muốn đánh muốn đập, tiết thiệu này xin chịu hết. Em biết rồi, em xin lỗi nha, em đi liền. Rồi nói đi, cả ngày nay anh trốn ở đâu xong qua đây thăm em? Thì cũng cùng với Lý Nguyên Soái bàn công chuyện thanh trừ bọn phản tặc đó mà. Anh làm quan lớn gì dữ vậy? Mặc dù anh không làm quan gì hết á, nhưng được sự tin cậy của Nguyên Soái mời em bàn bạc công chuyện, đi không được thôi. Cái miệng của anh giỏi lắm. Anh nói đi, anh bắt công chúa nhốt trong doanh trại của phiến tặc đã đành lưu kế rồi, sao anh không nói rõ với người ta? Muốn trách thì cứ trách trình sư phụ đi, anh hoàn toàn làm theo mệnh lệnh của ổng mà. Hơn nữa tai mắt của Trừ kinh nghiệm dày đặc, nếu rủ bị bọn chúng phát giác thì sẽ hỏng hết tất cả mọi gì. Anh có biết người ta đau khổ đến chừng nào không? Anh càng đau khổ hơn em nữa. Để làm cái bọn giặc tên cậy, chẳng những anh lãnh một kiếm của trình sư phụ mà còn gặp cơn ác mộng nữa chứ. Anh mơ thấy cái gì? Anh mơ thấy anh chạy trốn với em, tiếp theo lại mơ thấy em bị tụi kính nghiệp giết hại nữa. Thiệt hả? Ừ. Rồi sao nữa? Rồi anh thức dậy luôn. Anh à, nếu rủi em làm sao chết được? Em chỉ nói rủi mà thôi. Nếu thật sự em chết thì anh cũng không sống làm gì, chúng ta sẽ chết chung với nhau rồi xuống âm. Vậy là anh nói thật đó hả? Đúng vì hoạn nạn này anh mới thấy, nếu cuộc đời của anh không có em sẽ trở thành vô nghĩa. Nghe anh yên tâm, anh đã lập công không nhỏ, lần này mẹ nhất định sẽ đồng ý chuyện hôn nhân của chúng ta. Báo cáo Quyền Sói, Trừ Kính Nghiệp, Lạc Tân Dương, Đồn Chi Kỳ và Đỗ Cầu Nhân trên đường tháo chạy đã bị lần lượt giết hết rồi. Còn những bọn đầu sỏ khác đều đã bị bắt hết rồi. Hai, Dương tướng quân đã kịp thời ly khai và lập công lớn. Bọn Sói nhất định tâu lên thánh thượng cho tướng quân tiếp tục phụng sự. Cảm ơn Quyền Sói giúp đỡ. Hả? Tần Nam Anh mưu lược tài tình, suy đoán chính xác, đã lập đại công. Bổn soái đã hai lần cho các tướng quân qua mời cùng bổn soái trở về kinh thành, không hiểu tại sao vẫn chưa thấy tới. Kính thưa Nguyên Soái, trình sư phụ không muốn làm quan, không muốn lãnh công, nghe nói ông đã cùng Đỗ Dực Minh, Trung Thân Nghĩa đi về miền quê của Giang Nam để thưởng thức cảnh đẹp ở đó, có lẽ phải chậm trễ 2-3 ngày mới về tới kinh đô. Đó là cố ý lẩn tránh sự phong thưởng của thánh thượng, thật là cao quý à. Xin hỏi Nguyên Soái, chừng nào nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó chúng ta mới trở về kinh đô. Tuân lệnh. Trương tướng quân, dạ, trước khi trở về để nhận lệnh, đoàn quân cận vệ hộ tống Thái Bình công chúa về kinh đô trước. Tuân lệnh. Lý Nguyên Soái tính đem về trước à? Đó là sự tốt bụng của Nguyên Soái, cũng có thể là thừa lệnh của bệ hạ đó. Ông sợ ông chạy trốn hả? Bộ tính em về đạo quán hay sao? Công chúa yên tâm đi, sứ thần của Độc Quyết đưa qua để kịch nhau với hoàng thượng nên đã về nước lâu rồi, còn xuất gia làm gì nữa. Vậy sao chúng ta không thể như mấy ông trình sư phụ, chúng ta vừa chơi vừa về cũng được vậy? Công chúa của tôi ơi, đừng bày trò nhiều chuyện có được không? Sáng chiều thấy hoàng thượng một chút đi mà, không chừng hoàng thượng sẽ vui lòng mà chấp nhận điều hôn nhân của chúng ta. Ngày tháng sau này còn dài mà em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi.
ơn công chúa. Công chúa à, công chúa ơi, phi nương nương đến từ giả kìa. Tam tẩu, Tam tẩu, chị tính về phòng châu à? Đúng, tam huynh của em ở nhà ngày đêm mong đợi tin tức của chị. Chị phải về gấp để cho ổng thấy ổng mừng. Nhưng xa xa xôi, chị có cần Lý Nguyên Soái cho binh lính hộ tống hay không? Thôi được rồi, có Gia Hùng và Cổ Sâm đều là người phòng châu, còn có thêm bốn vị thợ săn đi chung nữa, chị sẽ an toàn về nhà. Cũng được, cho em gửi lời thăm Tam huynh, nói em nhớ anh dữ lắm. Được, chị sẽ nói lại với Dương gia. Tam tẩu, chị làm gì kỳ vậy? Chị có một việc. Chị muốn chuyện gì cứ nói đi, phải làm hết mình. Nhờ công chúa hỏi thăm hoàng thượng dùm, tường thuật lại ý muốn của Tam huynh, tức là mong muốn một ngày nào về trọn hiếu với thánh thượng. Tam tẩu cứ yên tâm, em sẽ cố gắng thuyết phục mẹ. Tin rằng không bao lâu em sẽ gặp lại Tam huynh và Tam tẩu trong hoàng cung thôi. Cảm ơn công chúa. Công chúa à, công chúa, công chúa. Anh Thiệu, ngày mai sẽ về kinh thành rồi, anh có mừng không? Đã hứa gả em cho anh, làm sao không mừng được. Hạ Tâm Lĩnh và Triệu Tâm Lĩnh qua đây làm gì vậy? Nhất định là mẹ em biểu họ qua đây theo dõi em đó. Chán thiệt. Nè, qua đây. Hoàng thượng bảo tôi qua đây để rước công chúa về cung. Thật làm phiền hai vị. Lên lại à? Dạ. Công chúa ở đâu? Cháu cũng đang kiếm cổ nè. Mày quấn gà. Sao không đi qua kiếm nữa? Dạ. Dạ. Lỗ mới heo. Dạ. Còn đứng đó làm gì nữa, sao không đi tìm đi? Dạ dạ. Đi tụi bay. Dạ. Tại anh đó. Bậy nè, đâu phải. Tụi mày có tên năm hồi nãy tao nhìn thấy hà hài con chó nó chạy vô trong rừng á. Cứ mỗi lần mà biểu tao đi tìm công chúa là tao sợ muốn chết luôn. Cặp mắt của tao cũng không biết có mấy cái chồng mà dòm cái gì cũng thành hai hết vậy đó. Tụi mày ơi, tụi mày con mắt nó còn trẻ, dòm dùm coi có thấy công chúa không? Được rồi. Ê, thấy gì vậy? Khỏe quấn gà. Mày chắc về hương rồi đó mà. Hả? Thôi đem tám mũi heo. Chẳng lẽ anh có thể tìm thấy công chúa? Tao là tám mũi heo. Tao ngâm trong hoàng cung mấy mươi năm rồi đó mày. Nè, tao sống ở trong lúc công chúa còn nhỏ lận. Cái lỗ mũi heo hửi một cái là biết công chúa ở đâu liền đó mày à. Hả? Dạ à, chẳng lẽ tên mình của công chúa có cái mùi thơm thiệt hay sao? Mày nói đúng ngay à. Tên mình công chúa có cái mùi qua lại à. Dù ta nhắm mắt này nữa tao cũng thể tìm ra công chúa gì trời. Thôi mà. Ai quá. Được. Tao trổ ta cho mày coi à. Không. Tìm thấy đâu. Có mùi rồi mày. Hả? Cười cái gì chứ? Nói giống mùi của công chúa mà. Ủa, mưa tới rồi tụi mày ơi. Ê, kém chỗ đục. Cái sơ tràng của mẹ em bây giờ thành chỗ đục mưa của tụi mình rồi. Nhà ngoài rừng sao sạch sẽ quá vậy? Mặc dù mẹ em ít tới đây lắm, nhưng mà
chỗ này cũng đất dọn luôn. Nếu hai chúng ta có thể sống yên vui ở đây suốt đời thì hay biết chừng nào. Không có người phá hoại chúng ta, chúng ta sẽ có những ngày thật là hạnh phúc. Nếu chúng ta có thể động phòng qua chút trong nhà này. Không gì đẹp bằng nữa em. Được chứ. Nếu trời cứ tiếp tục mưa như vậy thì tối hôm nay có thể là đêm động phòng của Trúc rồi á. Cô nương à. Anh đang nghe ta không à? Em đừng sợ, có anh ở đây mà. Cùng các tướng sĩ tham kiến hoàng thượng, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thân. Bình thân. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Các khanh vì nước quên mình, xông pha ngoài chiến trận, bất cứ quan chức lớn nhỏ đều được thăng cấp ba bậc. Những khanh có công lao đặc biệt sẽ được trẫm phong thưởng riêng. Tạ ơn vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Công chúa. Anh Kỳ. Hoàng thượng đang phong thưởng tướng sĩ ngồi đại điện, sao công chúa không qua bển hả? Em đâu có công gì, qua bển làm chi? Mặc dầu công chúa chưa có lập công, nhưng mà công trận của Tiết Thiệu rất to, hoàng thượng nhất định ban cho thành hôn thôi. Công chúa cũng phải đi tạ ơn chứ. Thôi được rồi, cũng đã đủ lắm. Cái gì? Khanh không xin phong thưởng à? Dạ, chi thần không xin phong thưởng, chỉ xin bệ hạ ban cho di thần được thành hôn với Thái Bình công chúa. Tiết Thiệu, khanh vẫn còn đeo đuổi sao? Bệ hạ, chỉ đã hứa hẹn cùng sông núi, xin... To gan! Mặc dù khanh có công dẹp giặc, nhưng cũng chỉ lấy công chuộc tội thôi. Trẫm không cho phép. Anh Kỳ, anh nghĩ gì đó? Dường như anh có chuyện gì bực phải không? Đâu có, anh đâu có buồn cái gì. Anh đã nói rồi mà, miễn là em hạnh phúc thì anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Miễn là em vui vẻ, anh cũng cảm thấy dịu dàng vậy thôi. Cảm ơn anh. Anh Thiệu. Cầm giùm em. Anh Thiệu. Anh Thiệu. Anh Thiệu. Anh Thiệu. Anh Thiệu. Công chúa. Anh à, sao anh không nói năng gì hết vậy? Có phải tại mẹ em không cho phép chúng ta thành hôn? Đúng vậy. Mẹ nói anh không có tư cách lấy công chuộc tội. Trước mặt văn võ bá quan, đuổi anh ra khỏi Kim Loan Điện. Không sao đâu, em không muốn anh lo. Anh Thiệu, anh nhất định phải tin em. Miễn là em hứa làm vợ anh,
không có ai có quyền mà. Chưa chắc. Trước mắt có một người chia đôi chúng ta. Ai vậy? Võ Du Kỵ. Anh nói bậy gì nữa rồi? Anh có bậy. Người đàn ông yếu với nhau. Bây giờ anh hiểu hết rồi. Công chúa, những lời công chúa hứa với anh chắc cũng đối với Võ Du Kỵ như vậy chứ gì? Thiện con, con à, chuyện gì đó? Chẳng lẽ hoàng thượng khước từ chuyện hôn nhân đó? À, không sao đâu con, để cho mẹ năn nỉ hoàng thượng thử coi. Con, đến bây giờ con mới hiểu rằng chuyện này còn có nguyên nhân khác nữa. Nguyên nhân gì đó? Con à, con đừng suy nghĩ tầm bậy tầm bạ. Thái Bình công chúa là ân nhân cứu mạng gia đình mình đó. Đúng vậy, từ Chấn Nghiệp dẫn quân nổi dậy, nhân danh hồi phục đại đường chúng ta, cả cha và mẹ đều bị cám dỗ. Nếu không phải Thái Bình công chúa liều chết để cứu chúng ta thì gia đình chúng ta đã chết từ lâu rồi. Thiều Nhi, Thiều Nhi, Thiều Nhi. Tiết công tử, công tử quên tại hạ rồi hay sao? Anh là em là Bùi Thủ Đức. Bùi Thủ Đức. Anh là rể Diệp Dương đó à? Dạ chính là em đây. Mà mời ngồi. Ít khi gặp nhau chúng ta uống vài ly rượu nha. Cảm ơn Tiết công tử. Bà vợ tôi thường cứ nhắc đến Tiết công tử hoài. Ông ta công tử quên tại hạ rồi hay sao? Anh là em là Bùi Thủ Đức. Bùi Thủ Đức. Tôi nhớ ra rồi. Anh là rể Diệp Dương đó à? Dạ chính là em đây. Mà mời ngồi. Ít khi gặp nhau chúng ta uống vài ly rượu nha. Cảm ơn Tiết công tử. Bà vợ tôi thường cứ nhắc đến Tiết công tử hoài. Ông ta hết sức khâm phục Tiết công tử. Chỉ tiếc thay nay không có dịp gặp nhau. Dạ không dám. Không dám. Hoàng gia vẫn khỏe thường chứ? Khỏe lắm. Tiết công tử có vô lòng qua bển trò chuyện vui với ông hay không? Tiết công tử, cơ hội hiếm có, thôi em qua bển ngồi chơi đi. Tế thiệu tham kiến hoàng gia. Xin Tiết huynh cứ tự nhiên, mời ngồi. Các vị khách quý này là... Không giấu gì Tiết huynh, các vị khách này là đều chiến sĩ quyết tử giành lại nước. Tiết công tử, Tiết công tử có công dịch dạch, không ngờ sáng nay lại bị làm nhục trước Kim Long Điện. Hoàng gia và các vị chí sĩ đều căm hận thay thế cho Tiết huynh. Hoàng huynh chiếm lấy ngôi vua, dòng họ Lý Đường đã bị diệt trừ gần hết. E rằng Tiết huynh sớm muộn gì cũng bị diệt thôi đó. Vợ tôi là con thứ 8 của Thái Tông hoàng đế, đã quyết tâm hồi phục nhà Đường. Các chí sĩ ủng hộ ngấm ngầm cả 100.000 người. Tiết công tử có ý nghĩ cùng nhau khởi sự hay không? Đây là quyết thư của các chí sĩ đã ghi tên.
thề việc Võ Thị lập lại đời Đường. Nếu Tiết công tử có quyết tâm, xin Tiết công tử hãy ký tên vào. Không không. Tiết công tử, đại trượng phu phải sống hiên ngang dưới đời, dù không được ghi danh trên sử gia cũng phải sống kia mà. Chết để giành lại non sông, dù chết cũng dùng. Cúi đầu trước cương quyền, sống không bằng chết đi. Tiết huynh, những chí lớn của cậu chẳng lẽ đã mỏi mòn rồi hay sao? Tiết công tử, được, tôi sẽ ký. Vô lý, sao lại có chuyện như vậy? À, hoàng thượng, mọi việc đã qua hết rồi, hoàng thượng đừng giận công chúa làm gì nữa. Thanh biết cái gì? Ai cũng cho rằng mọi việc đã qua, không nên nhắc đến nữa. Nhưng mà công chúa chịu bó tay hay sao? Đúng, công chúa tiếp tục nhõng nhẽo với hoàng thượng, làm ý hoàng thượng. Nguyễn Nhi. Dạ có thần. Dù sao Hiền Khanh vẫn là người con gái trẻ. Theo ý nghĩ của Hiền Khanh, người mẹ này có lỗi gì không? Khanh nói đi. Bẩm thưa hoàng thượng. Bẩm hoàng thượng. Bẩm thưa hoàng thượng, quý hoàng gia và tương hoàng gia xin gặp. Cho vào. Tuân lệnh. Hoàng thượng có chỉ mời và tương hoàng gia vào thư phòng. Ơn bệ hạ. Thừa tự, tam tư, có chuyện gì đó? Thần đến đây về chuyện hôn nhân của Thái Bình công chúa. Vậy mà trẫm tưởng đâu là chuyện quốc gia đại sự. À, khẩu tấu bệ hạ, thần vẫn cho rằng chuyện hôn nhân của công chúa quan hệ trọng đại, chẳng khác gì quốc gia đại sự. Tại sao nói vậy? Bẩm tâu bề hạ, ý của Ngụy Dương là chuyện hôn nhân của công chúa nếu giải quyết thuận lợi, bệ hạ sẽ rất vui lòng và không còn bận tâm nữa. Chút được gánh nặng, triều đình và muôn dân đều có phước, thì cũng chẳng khác gì quốc gia đại sự. Vẫn là Khanh biết ăn nói. Chuyện hôn nhân của Châu Nhi tính sao đây? Thần nghe nói bệ hạ vẫn không đồng ý gả cho Tiết Thiệu, thần lại cho rằng con gái lớn thì phải có chồng, cứ kéo dài như vậy sẽ rắc rối thêm. Nếu bệ hạ hài lòng Du Kỵ hơn thì gả công chúa cho Du Kỵ cũng được. Vậy lệnh của cha mẹ, chỉ ý của bệ hạ không ai được cãi hết. Nguyễn Nhi, dạ có thần, hồi nãy mình cũng đang bàn tán chuyện này, ý của Khanh thế nào? Hoàng thượng hài lòng về Võ công tử, Viễn Nhi cũng thấy Võ công tử rất tốt, nhưng mà công chúa lại không ưng. Hôn nhân đại sự không ép buộc được, bằng không sẽ gây ra những chuyện đáng tiếc. Mong bệ hạ suy nghĩ lại. Chắc Khanh nghĩ kỹ rồi chưa? Chuyện hôn nhân nhắc tới. Công tử, dù sao công tử cũng ở lại đây mà. Tôi đã nói tôi đi thì không bao giờ trở lại. Thật ra công tử đi đâu cũng ăn học thôi, đã phải rời kinh thành chứ. Anh biết cái gì, công chuyện không xong thì phải đi. Không phải đâu, đây là lẩn tránh, ở lại sợ tủi thân. Người ta yêu nhau đâu vào đó, mình ở lại làm gì chứ. Ở lại đây tôi thấy tủi thân, tôi chịu không nổi. Nhưng mà công tử à, sao rời khỏi lăng lẻ thế này? Nếu hoàng thượng và công chúa biết được chuyện này thì sẽ buồn dữ lắm đó. Tôi ở lại càng chua chát, tôi đi khúc chưa rồi. Công tử. Dạ không, đừng nói nữa. Công tử tốt bụng chỉ biết lo cho người ta thôi. Chuyện gì công tử cũng tội nghiệp cho người ta hết. Bây giờ người ta có công lại được khen thưởng, lập tức đám cưới rồi, đẹp mặt nở mày vui vẻ biết chừng nào. Nhưng mà công tử lại một mình lặng lẽ ra khỏi kinh thành, tội gì phải làm như vậy chứ.
Anh Hưng à, đừng nói nữa. Con biết thiệt, thái giám mà làm sao biết chuyện đó. Nhưng con biết đi nữa cũng không ngu dại như công tử đâu. Mình ngu dại à? Có phải vậy không? Công chúa, đừng có gọi ta là công chúa. Bộ ngươi không sợ người ta nghe rồi biết ta là công chúa hay sao? Vậy không cho gọi bằng công chúa chứ gọi bằng cái gì? Trời ơi, muốn gọi cái gì cũng được hết, đừng gọi là công chúa, ta không có thích nữa đâu. Ta hận là ta đã lỡ sanh đâu có nhà vua chúa nè. Ta thiếu điều muốn đầu thai lần nữa. Hả? Thật à? Muốn đầu thai lần nữa hả? Vậy hai đứa mình đổi với nhau đi. Bộ ngươi muốn làm công chúa lắm hả? Vậy chứ sao? Lá ngọc cành vàng, vinh hoa phú quý mà. Thiệt là ngu ngốc dại hèn. Khoan đã, công chúa muốn mắng nô tỳ thì cũng được đi. Nhưng mà bây giờ chúng mình đi đâu đây? Đâu cũng đi hết, mà đâu cũng không đi hết. À, được rồi, thì chúng mình về hoàng cung. Không, đi đâu cũng được hết, nhưng không có về hoàng cung đâu. Ê, công chúa à. Công tử. Khóc cái gì chứ? Tôi có phải bị đày đâu. Không phải vì sự trảm, tôi chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để yên tâm học hành đó mà. Công tử, cho tôi đi theo công tử có được không? Tôi nói với anh rồi mà, ở nhà thiếu gì công việc làm, tôi đi vài tháng rồi sẽ về thôi. Tại sao không đi đường trước mà đi đường sau? Chuyện đó anh biết mà. Bất cứ ai hỏi tôi, anh cứ nói tôi về nhà quê đi tìm chỗ ăn học. Nếu họ hỏi tôi đi đâu, bất cứ ai cũng vậy, anh nói không biết được rồi, vậy rõ chưa? Tôi biết rồi. Ở đó chỉ có một mình anh biết mà thôi. Anh cứ qua bển tìm tôi. Chỉ đi một mình thôi nha. Dạ tôi biết. Thôi tôi đi. Ở nhà nhớ bảo trọng. Công tử, hãy bảo trọng. Coi bộ chuyện mà em lo lắng nhất lại xảy ra rồi. Hoàng thượng có ý để cho Thái Bình công chúa kế vị à? Đúng vậy. Hoàng thượng không muốn gả Thái Bình công chúa vào lúc này. Dường như chỉ có ý đồ này mà thôi đó. Mình đợi bao nhiêu năm nay, coi bộ chắc không còn trông mong gì nữa đâu. Thật là đáng tiếc. Ngài thượng, em cũng nghĩ như vậy sao? À, không sao đâu. Không thể nói thẳng thì mình nói lén thôi. Còn cách nào nữa hay sao? Làm cách nào có hữu hiệu đi. Làm như vậy là một gió đi hoàng thượng ngồi ra nhiều ngôi cho chú không chỗ lửa nào khác nữa. Có nghĩa là có những việc không nhất định phải nói trắng ra chú mày mới hiểu. Có thể làm như vậy không? Chắc chắn không? Nếu nói không chắc chắn thì năm xưa đâu có những biến cố ở quyền võ môn chứ hả? Chắc chắn hay không là do nơi chú mày đó. Chú có can tâm ở cùng hay không? Em không can tâm, không bao giờ. Vừa đói khát, vừa mỗi chừng có cái gì đâu vui mà đi chơi. Ta không đói, không khát, không mỏi chừng. Người dám đói, dám khát với mỏi chừng à? Đâu có phải vậy công chúa. Dù sao đi nữa, người với người cũng khác nhau chứ. Người với người khác nhau, người muốn nói gì? Như vậy nè công chúa. Công chúa bực mình về chuyện tình yêu, cho nên trong người lúc nào cũng bực mình. Nhưng mà nô tỳ bây giờ vẫn chưa có bạn trai, cho nên nô tỳ đâu có bực mình chút nào đâu. Thì khác nhau có chỗ đó chứ gì. Cho dù em có bạn trai, cũng không có giống nhau đâu. Nếu mà tình yêu của em có trục trặc gì, em vẫn ăn như thường đó công chúa à. Vậy thì ngươi đói bụng khát nước và mỏi chân rồi phải không? Dạ đúng vậy đó. Được, vậy ngươi về hoàng cung ăn đi, uống đi, ngủ đi, ta đi một mình được rồi. Ê, ê, khoan công chúa à. Ê, con coi ai bên kia kìa. Anh chị. Công chúa. Anh chị, anh ăn tính nữa đó, tính đi đâu vậy? Anh tính ra ngồi xóm thăm một người. Bộ anh tính qua nhà bạn anh chơi vài ngày, kinh thành đó. Anh chị, thực ra anh không nên đi đâu hết. Đi làm gì? Mẹ em chưa có hứa gả em cho anh Tiết Thiệu đâu. Cái gì? Bộ hoàng thượng. Nhưng mà Tiết Thiệu đã lập công lớn với triều đình mà.
Đúng rồi, anh đã có công lớn với triều đình, nhưng mà anh không xin ban thưởng chuyện gì, chỉ xin mẹ em chấp nhận chuyện thành hôn. Nhưng mà rốt cuộc cũng như không. Anh thật không ngờ hoàng thượng nhất quyết cự tuyệt như vậy. Hoàng thượng muốn gả em cho anh thì... Không, em không bao giờ nghĩ như vậy. Tại ai cũng biết, thật ra thì anh Thiệu có phần nửa dòng máu họ Lý. Tại sao như vậy? Thì mẹ biết. Em nghĩ rằng mẹ em cũng là người họ Lý. Tại sao mẹ em cứ đắn đo cái chuyện lẽ ra không đáng gì? Em nghĩ kỹ rồi, mẹ em có thể không hứa, mẹ em có thể phản đối. Em là con gái của mẹ, em cũng không biết làm sao. Em cũng không muốn làm dạ, làm reo. Em cũng không muốn chống đối. Con người ở đời, dù sao cũng không phải chỉ sống vì một tình yêu eo hẹp đó. Con người còn phải làm rất nhiều chuyện quan trọng. Nhưng mà tình cảm của em đối với anh Thiệu sẽ không bao giờ thay đổi. Em sẽ chờ đợi tới cùng. Tin rằng một ngày nào đó hồi tâm trở lại. Anh Kỵ, lẽ ra em không nên thổ lộ với anh, nhưng mà dù sao cũng phải nói với anh là anh đừng có đi, đừng có đi đâu hết. Em không phải rồi xa rời tình bạn. Em không phải có anh Thiệu rồi muốn xa rời anh và những người bạn thân khác đâu. Anh hiểu không? Anh biết chứ. À, thôi trời đã xế rồi, em về hoàng cung đi. Đừng để cô, cũng đừng để cho người khác vì em mà bị dày đó, thậm chí bị phạt đó. Không, em không muốn về đâu. Em muốn đi chơi một chút xíu. Đi đi Linh Lợi. À, công chúa à, đợi đây. Từ Giả, sao vậy? Nam Anh, Khanh tính đi thật à? Dạ. Trình tiên sinh, vẫn mặt nhau lâu nay cũng chẳng đã có dịp gặp nhau. Ông lại hoàng cung với hoàng thượng vài ngày nữa đi. Cảm ơn bệ hạ và công công, tôi rất là cảm động. Chỉ vì rời khỏi triều đình lâu năm, thân tôi đâm ra làm biếng, lại càng xa lạ với đời sống trong hoàng cung. Nguyễn Nhi, kính tâu hoàng thượng, bao nhiêu năm nay thần cũng cứ khuyên cha của thần hoài, nhưng mà cha của thần rất cương quyết, cứ không chịu về triều đình làm quan. Nam Anh, bệ hạ trọng thần, thần rất mang ơn. Mặc dù không sống trong hoàng cung, thật ra cũng ở đâu đây thôi. Nhất là có Nguyễn Nhi bên cạnh bệ hạ, cũng chẳng khác gì thần vẫn sống trong hoàng cung. Bệ hạ muốn gọi thần lúc nào, thần sẽ sẵn sàng trở về phụng sự. Chí hướng khác nhau, trẫm cũng không muốn ép Khanh. Dù sao trẫm cũng không miễn cưỡng. Khanh đã không thích ở lại, trẫm cũng không làm sao được. Miễn là trong lòng Khanh còn nhớ trẫm, và khi cần có thể tiếp tay cho trẫm là trẫm vui rồi. Có điều chúng ta đều đã lớn tuổi, ngày tháng gặp nhau không còn bao lâu nữa. Khi nào có dịp, Khanh ráo về đây thăm chừng trẫm với. Ý trẫm muốn ở nhớ Khanh một phần nào. Cũng để cho trẫm đỡ nhớ Khanh chứ. Dạ, hạ thần nhớ lời dặn của bệ hạ. Nguyễn Nhi, dạ cô thần, thay mặt trẫm tiễn cha của Khanh đi. Tuân chỉ. Thần xin cáo từ. Võ công tử xin gặp. Cho vào. Du Kỵ kính chào bệ hạ. Đứng dậy đi. Tạ ơn bệ hạ. Bệ hạ ngày đêm nhọc nhằn lo chuyện đất nước, lẽ ra Du Kỵ không nên vào đây quấy nhiễu. Cô cháu mà khách sáo cái gì chứ.
con và Châu Nhi là hai món bụ bối ở trong lòng của cô. Cô quý biết mấy. Cứ mỗi lần nhìn thấy hai con, cô đã quên hết tất cả nhọc nhằn. Cháu Kỵ à, có chuyện gì cháu cứ nói đi. Vô Kỵ cho rằng Tiết Kiều có công lớn với triều đình, phải được trọng thưởng. Có ai nhờ cháu nữa rồi phải không? Không có ai nhờ cháu cả. Vô Kỵ muốn nói lên đó là sự thật. Sao cháu lại biết trẫm không có trọng thưởng cho Tiết Thiệu chứ? Vô Kỵ cho rằng quan tâm và nguyện vọng của các thần trong triều không được. Có những người chẳng những rất tham lam mà còn vô tri nữa. Nếu trong đó có người muốn xin đất nước này, chẳng lẽ cô phải trao cho họ hay sao? Thưa cô... Được rồi, đừng nói nữa cháu. Như vậy không phải binh vực cho nghĩa cả, mà là muốn nghịch với cô thôi. Vô Kỵ không dám. Muốn hỏi tại sao bị hạ không dám chấp nhận. Không được. Không được tức là không được. Thật tình, sao cháu lại khờ vậy? Rõ ràng cháu thương em Châu. Cô làm như vậy là cô muốn chừa em Châu lại cho cháu mà. Bệ hạ, vấn đề tình yêu không thể nào miễn cưỡng được. Mặc dù Du Kỵ rất thương em Châu, nhưng em Châu đã yêu Tiết Thiệu thật sự phải Du Kỵ. Dù sao trẫm cũng không gả cho Tiết Thiệu. Tánh tình của em Châu giống như bệ hạ vậy, cương quyết cứng rắn. Tình cảm của em đối với Tiết Thiệu rất thiêng liêng. Du Kỵ chỉ trách mình không có duyên với em Châu mà thôi. Miễn là em Châu có thể hạnh phúc, Du Kỵ cũng sung sướng vậy. Xin bệ hạ chấp nhận. Thôi được rồi, cô thiệt tình là không biết nói làm sao với cháu bây giờ. Cô năm nay đã gần 60 tuổi rồi mà chưa gặp một chàng trai nào như cháu. Thôi được, cháu hãy về đi. Bệ hạ. Tiểu Thuận Tử. Dạ có. Đưa cháu về đi. Tuân chỉ. Công tử, Vô Kỵ xin cáo từ. Bẩm tâu hoàng thượng, vợ công tử nhân hậu, xin hoàng thượng hãy đừng giận công tử. Ai mà như vậy thật là tức chết. Nhưng mà lòng dạ và đức độ của cháu làm cho trẫm hết sức khâm phục và quý mến. Thậm chí trẫm cảm thấy quá tội nghiệp. Cho nên cháu càng làm như vậy á, thì trẫm càng không chấp nhận chuyện của Tiết Thiệu và Châu Nhi. Công chúa à, cứ đi cả lơ thơ thất thiểu như vậy, biết tới chưa chịu về đây. Nô tỳ đã... Gì nữa? Lại bắt đầu đói bụng mỗi chân khát nước phải không? Cũng được, thôi đi mua bánh ăn đi. Dạ. Phải chút kịp thời tới đây, chắc cháu đã bị họ giết. Lạ thiệt, bọn người này là ai vậy? Sao lại muốn giết cháu? Có lẽ dính líu với phiến quân, từ kính nghiệp phản loạn bị diệt. Đây là bộ tàn dư. Chú đi đâu mà gặp cháu ở đây? Tôi theo công chúa ngay từ đầu. Theo cháu ngay từ đầu à? Tôi thấy công chúa và linh lợi cô nương ra ngoài cung, tôi không yên tâm. Cho nên đã chiều rồi, công chúa về cung đi. Chú Đỗ ơi, chú Đỗ à, chú tử tế quá. À,
Công chúa à, mua đan rồi nè, ăn đi. Công chúa à, công chúa. Hoàng thượng gia lâm. Mình nói về nè. Lẹ đi, lẹ đi. Nhi thần khấu kiến bệ hạ, vạn tuế vạn vạn tuế. Miễn lễ. Tạ ơn bệ hạ. Mới về phải không? Dạ phải. Tìm tiếp. Dạ phải. Không sợ mẹ biết hay sao? Bệ hạ đã rõ chuyện. Hơn nữa nhi thần cũng suy nghĩ kỹ lắm. Đến nông nỗi này cũng không cần thiết phải giấu làm gì. Anh chị của con lại vừa vô đây tìm mẹ, mới rạp về vẫn y như cũ vô đi binh vực cho con. Như vậy mà con chê ở cái chỗ nào chứ? Anh Du Kỵ không có chỗ nào mà không được. Anh rất thương con. Điều là con đã yêu anh Thiệu từ lâu rồi. Còn nếu không thì anh Du Kỵ đã... Anh Du Kỵ anh thương con như vậy, chẳng lẽ con không thấy lòng rung động chút nào hay sao chứ? Từ hồi trước tới giờ con đâu có hứa với anh Kỵ gì đâu. Cho nên đối với anh Kỵ con chẳng có thiếu. Sau này anh quan tâm tới con cũng biết lắm. Con luôn đố kỵ mẹ cũng chỉ vì Tiết Thiệu, mà con đã coi mẹ như người xa lạ rồi đó. Nhi thần không dám. Con phải hiểu rằng dù sao đi nữa mẹ cũng là mẹ của con cũng là con của mẹ. Dạ nhi thần biết. Bệ hạ, nhi thần suy nghĩ rất kỹ. Nhi thần cảm thấy bệ hạ còn phải lo rất nhiều việc triều đình. Nhi thần không phải chỉ sống bằng cái tình yêu nhỏ bé đó. Cho nên từ nay trở đi, bệ hạ và nhi thần cũng không cần phải bận tâm đến cái chuyện này nữa. Tốt. Có chí khí lắm. Dẹp liền. Từ nay trở đi, giữa hai mẹ con chúng ta mãi mãi không nhắc tới chuyện Tiết Thiệu nữa. Nguyễn Nhi làm tiệc tiễn chân, nhưng khách quý lại là khách của anh. Dù sao tụi mình cũng phải chia tay. Sáng dịp này nhậu chung luôn phải không hả? Mai cha là cha nuôi của Nguyễn Nhi, bằng không con sẽ cho rằng cha cùng với hai người bạn của cha bắt con làm đầu bếp để cha nhậu. Anh đi khỏi, ở nhà phải thường liên lạc. Được vào hoàng cung chẳng những lạ thường, bản thân của nó là một đứa con gái hết sức tài ba. Tôi bảo đảm, làm quen với con tôi nhất định sẽ rất xứng đáng. Hân hạnh. Hân hạnh, hân hạnh. Cha mà tự khen con gái của Trung đều là anh hùng hào kiệt nổi tiếng trên giang hồ, con sáng như con đôm đốm, sao so sánh với hai vị được. Nguyễn Nhi, không nên quá sức khiêm tốn, tự coi thường mình. Không có ai hiểu biết con hơn cha đâu. Trong cái nhìn của cha, ngoài mỹ nương năm xưa ra là hoàng thượng đương kim, chỉ có con thôi. Cha. Thượng quan cô nương đừng có khách sáo. Sự tích của cô nương có thể nói ai cũng biết hết. Cô là một lang đài lĩnh sứ giàu trí tuệ trong hoàng cung, thì nghĩ hết sức hâm mộ. Nguyễn Nhi, con thấy chưa? Có phải bà bán dưa rồi khen dưa của mình ngọt đâu. Đại ca, bộ phải đi mới được hay sao? Anh lười biếng quen rồi, không thích hợp làm quan đâu. Thật ra với quan hệ giữa anh làm quan hay không giống nhau. Miễn là bệ hạ cần anh thì anh tới liền. Có công không nhận gương sáng của anh, tụi em rất khâm phục. Ê, ai nói có công không nhận, có gì đâu mà khâm phục. Sự thật anh biết thân phận của mình, mình không làm quan còn đòi công lao, đòi tiếng tăm làm gì chứ. Đến với người lớn tuổi như thằng anh này thì được. Còn hai chú không nên nói gương mà làm bậy. Hai chú còn trẻ,
đang chính là lúc phụng sự cho quốc gia đây. Chịu sự ảnh hưởng của đại ca, hai em đã quyết định hiến thân cho triều đình. Tốt, anh rủ hai chú qua đây uống rượu, chẳng có sai chút nào. Ai, cạn ly. Con nhỏ này thiệt, không để cho hai chú ăn không mà. Hoàng thượng bảo nó ra đây tiễn đưa anh, nó lại bắt hai chú thay thế cho nó. Có gì đâu đại ca, đại ca. Được rồi, hai chú đưa tới đây được rồi. Đại ca. Anh là một người nhàn rỗi, phiêu bạt giang hồ. Tiễn anh một bước không chỉ ít, tiễn anh ngàn dặm vẫn chưa đủ. Hai chú tin tiễn anh tới đâu đây? Tiễn tới chừng nào thì mới nghỉ đây? Nếu như vậy, hai em xin tiễn đại ca tới đây thôi. Đúng, chúng ta chia tay nhau đi, rồi sẽ gặp lại sau. Hãy nhớ lời dặn của anh, Nguyễn Nhi hơi khác thường. Nếu muốn chiếm được tình cảm của nó, không nên đối xử như những đứa con gái bình thường khác nha. Cặp mắt đại ca quá tình, Thiên Nghĩa không quên lời dặn đâu. Ây da, đại ca hay quá. Chỗ này không? Phải chỗ này không? Mở cửa! Mở cửa! Mở cửa nhanh lên đi! Nhanh lên! Mở cửa! Bùi Thủ Đức ơi! Bùi Thủ Đức! Bùi Thủ Đức! Bùi Thủ Đức! Bùi Thủ Đức! Bùi Thủ Đức à! Lần này mang quà nữa rồi. Lần này mang quà nữa rồi. Dẹp giặc có công, nhưng đó chỉ là lấy công chuộc tội thôi. Trẫm không chấp nhận. Phải chống lại bả, không nên hơn sao? Dù là không chống lại bả, tiết gia này sớm muộn cũng sẽ tan tành trong tay bả thôi. Có lẽ đây là ý trời. Dù có trừ cái nghiệp ta đã quay đầu bả, nhưng việc Dương gia lòng này ta phải chống bả mới được. Có lẽ đây là ý trời. Đây là ý trời. Anh muốn nói gì cứ việc nói ra. Tôi đã gặp công chúa rồi. Ủa? Tôi muốn nói với anh, tình cảm của cổ đối với anh không một ai có thể thay đổi được hết. Anh không nên phụ lòng cổ. Anh tới đây thật đúng lúc quá. Tôi đang tin báo với anh đây. Nói gì cũng phải nhờ anh chăm sóc công chúa giùm. Cái gì? Anh trải qua nhiều việc như vậy để chứng minh rằng tôi và công chúa không có duyên phận. Công chúa đã nói với tôi, anh không nhận phong thưởng chỉ xin cưới công chúa thôi.
Hoàng thượng không chấp nhận. Công chúa là con gái mà người ta vẫn bền bỉ chờ đợi anh như vậy. Sao lại nản chí hả? Không phải tôi nản chí, mà là tôi đã hiểu rằng tôi và công chúa không có duyên phận, chắc chắn không thành vợ chồng được đâu. Cho nên không dám báo hại cổ thôi. Cháu ơi, công chúa đã có niềm tin như vậy, chỉ anh và cổ đã từng lặn lội đường xa bất chấp mọi thứ hiểm nguy, thậm chí còn chống với hoàng thượng mà mẹ con nghịch với nhau. Còn anh á? Đúng vậy. Tuy Châu Nhi thật sự tôi đã yêu cổ rất thấm thiết, nhưng mà cổ chỉ yêu có mình anh. Anh có tài ba và phẩm đức, chuyện tình yêu có miễn cưỡng được đâu. Tôi mừng giùm cổ, tôi mừng giùm anh. Miễn là anh để cổ sung sướng, để cổ hạnh phúc, tôi dù có chịu đựng bao nhiêu thống khổ. Ai có ngờ. Biết hiểu. Anh hãy nghe cho kỹ đây. Dù tôi là một thư sinh trói gà không chặt, nhưng mà anh phụ bà cổ, tôi dù có bỏ xác đi nữa cũng phải giết anh. Công chúa à, trời lạnh lắm, vô trong ngủ đi. Ta không buồn ngủ đâu, có buồn ngủ cứ đi ngủ một mình đi. Lạ quá chừng à, văn nhân thi sĩ xưa nay đều thích ngắm trăng. Khi bụng dạ nhẹ nhàng cũng ngắm trăng, khi có phiền não gì cũng ngắm trăng, ăn cơm no không có gì làm họ cũng ngắm trăng. Tóm lại miếng trăng ở đâu á là họ lảo đảo ở đó nhìn một cái mới được. Trăng có gì đâu mà ngắm, nô tỳ đội nó ở trên đầu từ nhỏ tới lớn cũng thấy nó đâu có gì lạ đâu mà họ cứ ngắm hoài. Linh Lợi, có những lúc ta rất là hâm mộ em. Hâm mộ nô tì à? Ta không buồn rầu, không than, không ganh, hiền lành và trong sạch. Công chúa à, công chúa nói cái gì đó? Trên mắt của anh nhìn thấy hai người âu yếm với nhau. Bây giờ anh đã hiểu hết rồi. Công chúa, những gì công chúa nói với anh, chắc công chúa nói với Vô Kỵ giống nhau cái gì? Ngoài một lát. Ra ngoài một lát à? Công chúa, công chúa đã nói rồi mà. Công chúa nói không phải sống vì tình yêu eo hẹp đó, và không bao giờ nhắc đến chuyện của hai người nữa mà. Sao bây giờ lại? Được rồi, ngươi biết cái gì? Nhanh lên, theo ta về cẩm thay áo liền. Công chúa à, công chúa. Ai? Tiểu thư. Đại quân ca, đại quân ca, đứa này làm gì vậy hả? Báo có thông lệnh hồi nãy mày thấy một con gà mái bay qua bên kia đó phải không hả? Tôi không phải. Thưa dưỡng, thưa cô. Có chuyện gì vậy công chúa? Con qua tìm anh Thiệu. Công chúa qua đây hoàng thượng có biết không? Dạ mẹ con không biết. Công chúa, ý của hoàng thượng công chúa hiểu hơn ai hết. Còn hoàn cảnh của nhà cô công chúa cũng rõ từ lâu. Dưỡng cô to gan nhưng đã như vậy rồi, công chúa đừng qua nhà cô Dưỡng để gây ra tai họa. Ý của cô con cũng hiểu, nhưng mà cô vẫn chưa hiểu hết lòng dạ của con đâu. Bất cứ Dưỡng và cô nghĩ chuyện này như thế nào, trước sau gì con cũng không bao giờ thay đổi. Sống là người của nhà này, chết bất cứ mai rủi con đều chung số phận với cô Dưỡng. Cô và Dưỡng hãy chấp nhận con. Chúa,
sao qua nhà anh trong giờ này vậy? Nhớ anh mà. Em nghĩ rằng anh cũng nhớ em, cho nên em qua đây để thăm anh và để anh nhìn thấy em. Công chúa à. Ừ. Thôi anh đừng có nói nữa. Những việc trước đây cứ để nó qua đi. Miễn là anh đừng có đem em trao lại cho người khác là được rồi.